kính đảnh lễ Đại đức Tề Nhẫn dự quang lâm vào tràng. Dạ, Huynh Quá Thanh á, cho bệ học đi Huynh Quá Thanh á. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng và cung thỉnh Đại đức Tuệ Nhẫn. Từ Dạ, con cung kính đảnh lễ Đức Phật, con cung kính đảnh lễ giáo pháp, con cung kính đảnh lễ chư tăng. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Con cung kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh. Xin thân chào quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, con xin được phép ngâm câu kệ số 79 ạ. Thamma pa ti su khang se ti vipa sande na che tassa hari yappa về đề tí thầm mê sa đà ramati tí bạch đi tù thầm mạp tí xê tí vi pa sa na chê ta sa ari yappa về đi tê thầm mê sa đà tù Thammapiti sukhang seti vipanne tariye dite thamme sadayamati pandito Thammapiti sukhang seti vipassane nacin ariyappa vedeti thamme sadayamati pandito Pháp hỷ đem an lạc với tâm tư thuần tịnh, người với thánh thuyết. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Một lần nữa con đành nể chư Đại Đức Tăng và sư xin nhường mic này cho rung. Dạ, sa thu lành thầy, thay mặt đại chúng trong rung con là kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ. Đăng đàn kệ kinh pháp cú số 79. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật giáo pháp và chư tăng, kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room, là con xin được kệ kinh pháp cú số 79. Thammapiti sukhaṃ Ariya pawe di te thamme sadaramanti pandito thamma piti sukhang se ti vipassane na cetasa Ariya pawe di te thamme sadaramanti pandito Thammapiti sukhaṃ seti vipassanena cetassa ariyappaveditte thamme sadaramanti pandito. Pháp hỷ đem an lạc với tâm tư thuần tịnh, người trí thường hoan hỷ với pháp bậc thánh thức. Vui thay giáo pháp thấm nhuần, vui thay hỷ lạc, thân tâm nhẹ nhàng, chí nhân thỏa thích con đường của bậc đại giác diễn chương cứu thơ của ngài giấy già năm của Phật thật. Chúng bài xít nào đây chẳng này. Kính mời cô tu nữ Thammachari, cô tu nữ Tuệ Duyên xít Tử Mẫn giơ tay để kể. Hello, tu nữ Tể Duyên nha, tại tu nữ Tể Duyên giơ tay cũng được. Nam mô Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá.
Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Dạ, alo, alo. Nghe rõ. Dạ, dạ, cảm ơn Phô Biển. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn Đức Tăng. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Kính lễ cô tu nữ Thăm Má Cha Rí. Và kính chào tất cả quý tiền nam tín nữ. Và tự nhiên xin ôn bài Kinh Pháp Cú số 79. Và cảm ơn Quốc Thanh Ái. Thầm mạ bi ti su khăn xê ti quýt ba sẵn nê na chê ta sa a ri yap ba we di te tham me sa da ra ma ti pan di no tham ma bi ti su khang se ti quýt ba sẵn nê na chê ta sa A-ri-yap-pa-we-di-te-tham-me Sa-da-ma-ra-ma-ti-pan-di-no Pháp hỷ đem an lạc với tâm tư thuần tịnh. Người trí thường hoan hỷ với pháp bậc thánh thuyết. Tham-ma-pi-ti thầm ma pi ti su khang se ti quýt ba sẵn nê na chê ta sa a ri yap ba we di te thầm mê sa da ra ma di ban di no vui thay giáo pháp thấm nhuần. Vui thay giáo pháp thấm nhuần, vui thay hỷ lạc, thân tâm nhẹ nhàng, trí nhân thỏa thích. Con đường của Đức Đại Giác Xiển Dương cứu đời. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, Tệ Hiên đã ôn bài xong. Tại vì ở chung quanh nó có một chút có nổi tiếng nhạc, cho nên là Tệ Hiên cũng kệ gấp gấp để nó nổi nhạc luôn, nó hết kệ. Dạ, Tệ Hiên xin xuống mic. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của Xuân Mai. Dạ, Xuân Mai kính cảm ơn cô Tệ Hiên. Con Sương Mai, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sang Thật. Dạ, dạ. Con kính lễ chư Tôn Đức, con kính lễ chư quý bà, quý cô tu nữ. Sương Mai kính chào chư quý cận sự, con xin đọc Pháp Cú số 70. Thầm Má Bì Tí Xú Khăn Xê Tí Viếp Bá Sàn Nê Ná Chê Tá Sà Á Rí Giáp Bá Quê Đi Tê Thầm Mê Sá Đà Rá Má Tí Bành Đi Tô Thầm má bì tí xuất khăn xề tí quýt ba sàn nề ná chê tá xà á rí giáp ba huệ đít tề thầm mê sa đà ra ma tí thập bàn đi tô thầm má bì tí xuất khăn xề tí quýt ba chê xà á rí giáp ba chê quý đít tề thầm mê sát đa ra ma ti ban tô thầm ma pi ti su khang se ti vi pa san ne na che ta sa a ri ya pa we di te thầm mê sa đa ra ma ti ban di tô pháp hỷ đem an lạc với tâm tu thuần tịnh. Người trí thường khoan hiểu pháp bậc thánh thuyết, bậc thánh thuyết. Bản phổ thơ Hòa Thượng Minh Châu, vui thay giáo pháp thấm nhuần, vui thay hỷ lạc, thân tâm nhẹ nhàng. Trí nhân thỏa thích con đường của Đức Đại Giác
xiển dương cứu đời. Bản phổ thơ hòa thượng giới đức và kính mời cô Từ Mẫn. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con Từ Mẫn, con kính cúi đầu đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ quý ân sư và quý cô tôn nữ, quý cô tu nữ cùng quý anh chị em đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc bài số 79. Dạ, không biết có được tín hiệu không. Dạ, mô Phật. Dạ, dạ, thank you, quý vị. Thầm mạ bì tí, xúc khăn xề tí. Bịp bạ xạ nề nạ chề. A rì chạp bà huề đi tề thầm mê. Xà, xà đà ra mà thi bằng đi tổ. Pháp hỷ đem an lạc, tâm tư tịnh người hỷ với pháp bậc thánh thuyết. Hòa thượng Thích Minh Châu vui thay giáo pháp thấm nhuận, vui thay hỷ lạc thân tâm nhẹ nhàng, trí nhân thỏa thích con đường của đức đại diện dương cứu đời hòa thượng giới đức. Thầm ma bi ti sung khăn xê ti vi ba sa nê na chê ta sa a ri yap ba về đi tê thăm mê sa đa ma ra ti băng bi thô. Ma bi ti sục khăn xê ti Vipassane na che ta sa Ariyappa về đi đi tê tâm mê sa đa Ramati bang ti no to. Thammati dạ con mô Phật, con xin mất tín hiệu. Dạ con xin sám hối với đạo tràng. Dạ cho con xin biết tín hiệu ạ. Dạ con xin sám hối, con đạt mất tín hiệu. Dhamma biti sukhang eti vipassane na cetasa Apriya pa về đi tê thăm mê sa đa Ramati bang đi tô. Pháp hỷ đem an lạc tâm tư thuần tịnh người trí với pháp bậc thánh thuyết. Hòa thượng Thích Minh Châu vui thay giáo pháp thấm nhuận, vui thay hỷ lạc thân tâm nhẹ nhàng, trí nhân thỏa thích con đường của đức đại giác thiền dương cứu đời hòa thượng giới đức. Dạ con thành kính tri ân quý sư và quý đạo tràng, con xin sám hối cái đường nét con bị rớt nha. Con xin trao mít lại cho đạo hữu kế tiếp. Dạ mô Phật. Dạ sa thủ, sa thủ, kính cảm ơn Xích Từ Mẫn. Nam Mô Bích Tha Giá. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Con thành kính lãnh lễ đại đức pháp tính cùng chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Và kính lễ cô tu nữ Viriyatana vừa vào đạo tràng. Và cảm ơn cô và cô trị viên Minh Mất Thanh Ná cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Và quý bà quý cô tu nữ Nhật Bình kính chào đạo tràng. Và cô xin được ôn bài pháp khúc kinh số 79. Tham ma bi ti su khang se ti vip ba san ne na che ta sa
Ariyabba về đi tề thầm mê sát đà ra mát tí ban đi tô thầm mát bì tí su khăn xê viết ta sàn nê nê ta xa Ariyabba quần mê sát đà ra mát tí ban đi tô pháp hỷ đem an lạc bởi tâm tư thường tình người trí thường hoan hỷ với pháp bậc thánh thuyết. Và đây là bản kiến thầm mã bi sự khăn xê ti quyết ba sanh nê nà chế ta xa à đi dập ba quê đi tê thầm mê xã đa ra ma thì đi tu thầm bù khăn xê ti quyết ba sanh nê nà chế ta à đi dập ba quê đi tê thầm mê xa đa ra ma tỳ ban đi tô vui thai giáo pháp thâm nhuần vui thai hỷ lạc thân tâm nhẹ nhàng nhân thọ thích con đường của đại của đức đại giác xiển dương cứu đời. Và đây là bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức và quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ. Con sớm đại đức tuệ nhẫn đã vào đạo rồi. Dạ con xin thành kính đảnh lễ tri ân đại đức tuệ nhẫn đã từ bi hoan hỷ tiên phong ông bà pháp quốc kinh số 79. Nhật quỳnh kính cảm ơn xích tường mẫn chị Sương Mai cô tu nữ tệ duyên Vinh Vách Tha Ná đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ kính chào cô ấy Minh vừa vào đạo tràng. Dạ cô ấy Minh có cầm mít không? Dạ có cầm mít không thì Nhật Quỳnh nhường mít ạ. Năm mà bích hai giá. Dạ có ông bài không cô? Dạ cô vừa dạ đầu đàn cô có nghe Thanh Nhật Quỳnh không? Nếu nghe và có cầm mít thì cho nhiều tín hiệu. Dạ kính chào Phật Phương vừa vào đạo tràng. Dạ cảm ơn cô tu nữ thăm má cha rí. Cô bữa nay cầm mít được không cô? Còn sớm mấy phút. Nhật Quỳnh thấy không có vị nào đưa tay nên định túc. Dạ cô có cơ gió trước máy rồi, bây giờ cô có cần mít được không cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi cô. Dạ yeah, cô có cần mít được không? Thôi hả? Thôi thì thôi, cô ấy Minh chắc không nghe được. Dạ yeah. Dạ yeah, kính chào ma vui đạo tràng. Dạ yeah, nếu vậy thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi được đại đức tuệ nhẫn thuyết giảng bài học ngày hôm nay là câu pháp cú kinh số 80 ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Ma Mô Sang Kha Giá, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Đà Ha Sa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Đà Ha Sa, Nam mô Ta Sa Pha Tô A Ra Ha Tô Samma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả muôn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trên sáng chỗ hòa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiêu khắp ba cõi rõ đường ăn vui phàm thiên phận ngầm người khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi viết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có thầy tin giữ pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mà giao pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cà tam giới thừa ân phổ cập ma đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trăng thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức tuệ nhẫn từ
Dạ, con cung kính đảnh lễ đại đức Pháp Tính vừa mới gọi dâm ạ. Dạ, cô Nhật Quỳnh rất mất này, hay được gầy sư lên được. Dạ, bây giờ con xin phép được nghiêm tình thân khẩu ý để tán dương ân đức Tam Bảo. Arahang Samma Sambuddho Phagawa Buddhang Phagawan Tang Afiwademi Swakato Phagawata Thammo Thammang Namasami Supatibano Phagawato Sawaka Sangho Sangkhang Namasami. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý của ân đức ba ngôi Tam Bảo cao thừa đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi. Ngài đã tự mình bẻ gãy được bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý đức Pháp Bảo. Pháp Bảo Thế Tôn đã thuyết là những diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Chỉ những ai có những có được niềm tin chân chánh, thực hành theo diệu pháp của đức Thế Tôn, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt được sự khổ sanh tử luân hồi. Nhưng tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có đủ duyên lành gieo những hạt giống đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và nhất là thành tựu được chánh trí chứng ngộ được phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh nên tính dân đến tất cả chư thiên, chư đại đức tăng, các bậc thầy tổ, cha mẹ hữu ân cùng thân thuộc chư dạ xoa long vương càng thác bà súc sanh ngạ quỷ phi nhân Atula, và nhất là phước báo này xin chia đến tất cả quý đạo Phật tử, mong cho quý vị luôn luôn được sự thấm nhuần trong diệu pháp của đức Phật và tiến tới đạo quả, chấm dứt sự khổ sanh tử luân hồi đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tha nhé. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, hôm nay lại đến ngày con xin chia sẻ câu phú số 10. Và cái câu pháp cú số 80 này thì nó có bốn cái đoạn, và con xin đọc bốn cái đoạn này về để rồi sau đó trích nghĩa từ vựng. Đoạn đầu tiên gọi là út đắc căng hí na danh tí nết tí ca. Đoạn thứ hai là út su ca ra na mát danh tí tê chấp năng. Đoạn thứ ba là đa răng na mát danh tí tách ca. Tư là át ta năng đá mát danh tí pan tí ta. Đó là cái câu kệ pháp cú số 80 này có bốn đoạn là như vậy. Ở đây nghĩa Việt theo cái bản dịch của ngài Văn Xuôi thì là đúng như vậy, là những người đào kênh dẫn nước, những người thợ làm tên uống nắng cây tên, những người làm thợ mộc tạo dáng thành gỗ, những người trí tuệ chế ngự được bản thân. Đó là cái bản dịch Văn Xuôi. Và bây giờ thì chúng con xin đi vào trích nghĩa từ vựng. Xưa cảm ơn cô Ái Minh rất là hoan hỷ đã trích dẫn từ vựng giúp sư. Cái câu đầu tiên gọi là út đá căng hí na danh tí netika netika. Ở đây thì chúng ta biết là cái từ hí đó, ở trong này hí thì nó thuộc về trạng từ, trạng từ để nó bổ nghĩa cho cái danh từ này. Cái trạng từ, cái hí này nó có nghĩa là đúng vậy, thật vậy. Nó còn có cái nghĩa là như thế ấy nữa cơ. Nhưng mà ở trong cái chỗ này thì chúng ta biết chỉ lấy một phần, một số từ thôi. Và cái từ gọi là ú đá căng. Cái từ ú đá căng thì gọi là ú đá cá. Ú đá cá này nó thuộc về danh từ trung tánh. Ở đây thì chia theo đối cách mà thuộc về số đơn hay số đếm. Và cái nghĩa của nó là chỉ cho nước. 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 Và cái từ lá danh tí. Cái lá danh tí này, cái căn của nó là căn ly. Căn ly. Cái căn của nó là căn ly. Nó xuất phát từ cái căn ly.
nó thuộc về động từ. Ở đây thì nó cái nghĩa nó chia theo thao động từ và ở hiện tại, và nó chia theo cách số 3 số nhiều, cách thứ 3 số nhiều. Cái nghĩa của cái động từ này gọi là dẫn đi. Và cái từ netika đó là cái từ netika, nó thuộc về nam tánh và chia theo, trong câu kệ chia theo chủ cách, mà nó thuộc về số nhiều. Ở đây chỉ cho là những người đào cân, những người dẫn nước, hay là những người đào mương nặt về kia đó, vân vân. Đó là cái câu thứ nhất. Và cái câu thứ hai gọi là Usukara Namayanti Te Chắc Năng. Usukara thì chúng ta biết rằng cái này đó thuộc về cái nhóm từ ấy, hợp từ. Có hai cái từ gọi là Usu cộng với Kara. Cộng với Kara. Ở đây thì nó thuộc về cái danh tánh và chia theo chủ cách số nhiều là những cái người thợ làm tên. Làm tên. Ở đây thì nó có hai cái từ. Cái từ Usu đó là nó thuộc về danh từ năm tánh, nó chỉ cho cái mũi tên. Còn cái từ Kara tức là nó, cái căn của nó là ca, cái căn ca. Hay là nó còn là cái động từ của nó là karati, tức là cái việc làm hay cái hành động. Nhưng mà ở đây là nó là cái từ ghép nó đi với cái danh từ Usu này, nên là nó về cái danh từ của nó là đúng gọi là danh từ nam tánh và việc làm. Vậy ở đây nó có nghĩa là những cái người thọ làm tên. Và cái từ tiếp theo nữa là cái từ Namayanti, cái căn của nó là, và tiếp sau cái biến ngữ của nó là Ajá cộng với Anti. Nó thuộc về động từ chia theo thể hiện tại và cái ngôi số 3 chia thiều, gọi là uống nắng. Và tiếp theo nữa là cái từ tê chất năng gọi là tê chất năng. Nó thuộc về danh từ, từ này ở trong cái câu này nó thuộc về trung tánh và nó chia theo đối cách số đơn hay số đếm, gọi là mũi tên. Thì ở đây chúng ta thấy có hai cái từ nó đều chỉ cho mũi tên, gọi là út xuống và cái tê chất nát thì nó cũng chỉ cho cái mũi tên ha. Và tiếp theo nữa cái câu kệ số 3 gọi là đa rung nam anh tí tách chật ca. Cái từ đa rung này nó là một cái từ đa rú và nó thuộc về danh từ trung tánh. Ở đây thì nó chia theo đối cách số đếm gọi là, hay là số đơn gọi là thanh gỗ, cái thanh gỗ. Và cái từ tiếp theo nữa là cái từ tách chắc ca. Cái từ tách chắc ca tức là tách chắc cá, nó cũng thuộc về danh từ tánh, nó chia theo chủ cách số nhiều. Đây tách chắc ca đó thì chỉ cho những người thợ mộc. Và cái câu kệ cuối cùng đó là cái câu Attanang Dhammayanti Pandita. Attanang Attana đó thì ở đây nó thuộc về danh từ nam tánh và nó chia theo đối cách, chỉ cho bản thân hay là người ấy. Và cái từ đá má danh tí thì cái căn của nó là căn đâm cộng với này cái ai thì nó thuộc về cái động từ và ở đeo
thể hiện tại và ở ngôi số 3, số nhiều. Cái nghĩa của nó là sự chế ngự, sự thuần hóa, sự chế ngự, sự thuần hóa, hay sự uống công. Và cái từ Pandita thì chúng ta đã biết rồi. Danh từ Pandita này chỉ cho bậc trí, danh từ lam tánh. Ở đây chia theo chủ cách số nhiều là những người trí tuệ, những người có trí tuệ. Những người có trí tuệ. Thì con đã trích từ vựng xong. Và cái nghĩa mà Ngài và Thượng Thích Minh Châu Ngài dịch với thể năm chữ này là người kẻ làm tên, nắng tên, người thợ mộc uống gỗ, chí nhiếp tự thân, vật chí nhiếp tự thân. Đó là con Chư Tăng và sư trình bày quý vị về cái câu kệ số 80 này, về phần chích nghĩa tự vực. Và sau đây thì chúng ta tiếp tục đi vào duyên sự. Và cái duyên sự này thì nó rất là dài, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ tóm tắt thôi. Tóm tắt cũng mất rất nhiều thời gian. Và ở cái chỗ này, cái bài pháp này thì quý vị biết rồi đó. Nó rất là sâu sắc chứ không phải như đơn thuần như chúng ta. Thôi thì chúng ta chỉ lấy một cái phần nào đó để kiếm được một chút trí tuệ từ những cái bài pháp này thôi, chứ còn thực sự thì nó rất là sâu sắc mà không có đủ gian để chúng ta trình bày. Và con rất là tri ân Đại Đức Pháp Tính luôn luôn là cái người huynh trưởng tánh của con tư thùng bốc đồng, nên là thì Đại Đức không có sợ nữa rồi, vì lớn tuổi và sự học hiểu cũng đưa đến sự thuần thục. Nên là còn bây giờ con đã rất là tôn kính Đức Phật, giáo pháp và Chư Tăng, không còn như những cái ngày xưa mới học. Nên là con rất tri ân những lúc mà con mới chưa có biết thuyết giảng nhiều, thì Đại Đức luôn ở bên cạnh, có Chư Tăng ở bên cạnh. Đôi khi mình nhìn cái hình ảnh ở Chư Tăng nghe pháp á, thì đôi khi mình thấy như vậy, những cái lời nói của mình tự nhiên á, cái tâm nó lập tức nó được điều chỉnh lại, nó rất là hữu ích. Nên là con rất là hoan hỷ khi mà có Chư Tăng được nghe và được chỉ bảo. Ít có người mà thuyết pháp mà để cho Chư Tăng nghe đó. Nên là Chư Tăng thường là không bao giờ nghe được cái vị sư nhỏ hay là vị sư nhỏ khác thuyết, rất là khó. Nên điều đó con cảm thấy rất là hoan hỷ. Xin trình bày đến quý vị cái câu kệ ngôn này. Kính bạch Chư Đại Đức Tăng, kính thưa quý vị. Cái câu kệ ngôn số 80 này được Đức Thế Tôn thuyết khi mà Ngài ngự tại Chê Tháo Án Á và đề cập Di Pandita. Ta biết được trong thời Đức Thế Tôn thì chỉ có mấy vị Sa Di 7 tuổi chứng đắc đạo quả mà thôi. Đó là sự hy hữu nhất. Sau thời Đức Thế Tôn thì không còn nữa. Điều đó là cực kỳ vi diệu. Mới 7 tuổi thôi mà Ngài đã có những cái trí sắc. Và cái đó chúng ta biết là rất là hy hữu rồi. Và cái câu kệ này thì được Ngài thuyết và Ngài chỉ ra vào cái thời quá khứ đó. Có một cái lần nọ thì thuyết về cái chuyện tiền thân và Ngài chỉ ra vào cái thời quá khứ, tức là Ngài thời quá khứ mà Đức Phật Kassapa. Bây giờ thì Ngài dắt 20.000 vị tỳ kheo đi vào trong cái thành Si, các cái vị thánh lộc tật. Thì với cái oai lực của chư Phật với các vị thánh thì cái tâm từ và cái năng lực phước báu vô lượng, do đó mà cái dân làng, dân chúng lúc này
tự nhiên phát cái tâm hoan hỷ, lượng cái sức của mình và cứ rủ nhau từng nhóm người như vậy đó. Và mỗi người thì xin được cúng cho những cái vị chư tăng Đức Phật chia ra để mà hoàn thành, để làm cho chư tăng thọ thực. Với 20.000 vị như vậy thì chúng ta thấy được rằng là cái cuộc đại thí và ở trong cái thành đó, những cái dân làng phát đến những cái tâm đó thì rất là hoan hỷ. Và từ đó thì sau đó thì có một cái người thiện nam là cái bậc có trí, bây là Đức Thế Tôn. Ngày hôm sau đến để cúng dường. Thì ta biết được rằng là cái ông thiện nam này, ông nghe được chư Phật thuyết về cái người mà bố thí không có rủ, chỉ bố không có rủ người khác bố thí, thì cái Đức Phật thuyết là cái người đó sau này sanh ra có tài sản giàu có nhưng mà không có quyến thuộc. Rồi Đức Phật mà chỉ đủ người khác làm phước mà mình không làm phước thì khi mà mình sanh ra đó thì mình không có cái tài sản, mình có quyến thuộc. Quyến thuộc mình giàu có nhưng mình nghèo khó. Chính vì vậy mà khi mà nghe vậy thì cái ông thiện nam này đứng ở gần và nghĩ thầm, bây giờ thì ta sẽ làm theo cái cách của cái nhóm người thứ tư để mà sau này được dồi dào, những cái tiền kiếp được dồi dào kể về cả hai mặt, là về quyến thuộc và về sự giàu có. Thì lúc đó ông ấy bạch với Đức Thế Tôn là ngày mai xin Ngài hãy thọ bát của chúng con. Và lúc đó ông thì Đức Thế Tôn mới hỏi ông cần bao nhiêu vị tỳ kheo. Thì cái vị trưởng giả này mới bạch Ngài, chư tăng theo Ngài có được là bao nhiêu vị tỳ khu. Thì Đức Thế Tôn mới nói rằng có 20 vị khu. Thì vị này mới nói bạch Ngài, con xin Ngài với tất cả chư tỳ kheo ngày mai đến thọ bát của con. Và Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Thì lúc đó cái vị thiện này có chí và mới đi vào làng, dân làng và nơi ở của mình, dân chúng, và mới loan tin đến với tất cả mọi gia đình là tôi được thỉnh chư tỳ kheo tăng có làm tọa chủ, thì ngày mai đến thọ bát ở nơi nhà tôi, và các người ai có sức hộ độ được bao nhiêu vị tỳ khu thì hãy hộ độ bấy nhiêu. Thì nghe vậy thì dân làng tùy theo sức của mình, người thì nói chúng tôi sẽ để bát 10 vị, người nói 20 vị, có vị thì xin 100 vị, vân vân. Thì cái người thiệt nam đó mới lấy giấy ghi tất cả những danh sách của những cái thí chủ đó, và từ đầu đến cuối để mà mình chuẩn bị như nào để mình cúng dường chư tăng đó. Thì vào cái thời đó thì cái thủa đó trong cái thành đó thì
có một cái người nông dân rất là nghèo khó, quá là đói nghèo. Thì chúng ta biết là cái xứ Ấn Độ thì ngay cũng vẫn có rất nhiều người đói nghèo. Nên là mọi người gọi cái người đó tên là Mahadukkata, tức là đại bần khố. Và cái người hiền trí này gặp anh ta, thì cái người hiền trí đó cũng rủ làm phước. Cái việc này thì không có cái tâm kỹ, nên là đã thương những cái người nghèo khó đó, mới nói này bạn Mahadukkata, ngày mai thì tôi thỉnh Như Tăng có Đức Phật dẫn đầu đến tại nhà, ngày mai dân thành sẽ cúng dường làm phước. Vậy phần bạn thì bạn hãy lãnh để bác là bao nhiêu vị tỳ khu. Thì cái vị thiền nam mới nói là thưa ông, nhà tôi và mà ông hỏi mà để bác được bao nhiêu tỳ khu phải là người giàu có. Còn tôi thì buổi sáng kiếm một cái nhúng gạo để nấu cũng chẳng có. Thì tôi chỉ là những người làm thuê làm mướn thôi. Thì cái vị thiền nam này nói không có sao. Vậy thì tôi sẽ nhường một vị tỳ khu. Do bạn không bố thí mà đời này bạn sanh ra rất là nghèo khó. Nếu mà bạn không bố thí, đời sau sanh ra lại còn nghèo khó. Vậy thì bạn hãy đi làm thuê, làm mướn. Với cái công một ngày đó, bạn sẽ nấu được một bữa cơm để dâng lên một vị tỳ khu. Thì bạn sẽ có cái phước đời sau rất là nhiều, bởi vì có Đức Phật và các La Hán như vậy thì phước báo vô lượng. Ở đây con chỉ tóm tắt thôi ha. Và rồi thì cái anh chàng thiện nam Mahadukkata này thì rất là hoan hỷ với cái tâm nhiệt thành, với cái lý hiểu được nhân quả như vậy, nên là đã ngay lập tức đi vào trong cái thành để xin việc, để xin cái việc làm mướn, làm thuê. Thì rất là may mắn là được một cái vị trưởng giả nhận, và anh ta làm thuê cùng rủ vợ mình đi và làm một cái ngày mướn đó. Và cái vị trưởng giả đó hỏi anh làm một ngày làm gì, thì mong trưởng giả là tôi làm một ngày để mà chiều nay xin trưởng giả trả công cho tôi được bao nhiêu cũng được, để ngày mai tôi còn mua sắm những cái thực để mà tôi cúng dường cho một vị tỳ kheo có Đức Phật làm chủ tọa. Một vị tỳ kheo, vị trưởng giả này rất đỗi là hoan hỷ. Và khi đó thì cái người chồng người vợ này làm việc hết sức là chăm chỉ, và được vị trưởng giả này thưởng cho rất là gạo rất là ngon, những gạo sa ly và cái tiền công của mình. Rồi thì cái vị này mới nghĩ rằng mình cúng dường đến một vị thì phải có thì vị đó mới đi ra cái làng chài. Thì cái người chài đó nhân cái tiền mà nhân tiền mà đang ấy cái lưới đó thì cái mới kêu cái anh chàng này giúp mình. Thì khi mà anh tôi sẽ cúng dường một cái vị tỳ kheo, nên là tôi chỉ giúp anh được một cái khoảng thời gian ngắn. Thì cái người chài này sau khi giúp thì cái người chài đó đã tặng anh những cái con cá thu mà vùi ở dưới cát để mang về để nấu những cái món ăn đó đến cho để cúng dường cái vị tỳ kheo. Nhưng mà khổ một lỗi là cái vị hiền trí đó thì này không có ghi tên cái vị tỳ kheo của cái anh chàng này cúng dường.
Thì thật là cái phước cho cái anh này là sắp phá thì ngài luôn luôn, nếu mà đủ cái phước báu thì cái người nghèo thì ngài sẽ độ trước. Do đó mà về nhà thì anh ta hỏi rằng vậy thì ngày mai tôi sẽ thỉnh cái vị tỳ kheo nào. Thì cái vị trưởng giả đó quên ghi của vị tỳ kheo. Thế là anh này ảnh lo sợ. Nhưng mà cái bậc cái người chủ này mới nói rằng này bạn, còn một vị nữa đó là Đức Thế Tôn mà chưa có ai thỉnh cầu cả. Thì thôi bạn hãy đến để thỉnh cầu Đức Thế Tôn cho nó kịp. Chứ không khéo là những cái người đại gia người ta sẽ thỉnh ngài. Thì này mới đi đến và trước hương cốc của Đức Thế Tôn và đảnh lễ ngài và thỉnh là mong ngài hãy tế độ cho con vì con nghèo khó. Xin ngài hãy tế độ cho con. Ngày mai xin thỉnh ngài đến tư gia của con để mà con cúng dường để tạo phước cho con đời sau. Thì hôm sau thì bà Đức Phật quán xét thấy hội đủ nhân duyên và hôm sau thì ngài đến tư gia của cái vị Maha Đúc Cách Tá này để mà thọ trai. Và hôm đó thì với cái tâm trong sạch của vợ chồng người khó này thì cũng làm cái ngai vàng của Đức Vua Trời Đế Thích, và Đức Vua Trời Đế Thích thấy được cái tâm thiện lành của cái anh chàng Maha Đúc Cách Tá này rất là mãnh liệt, và ngài đã hoan hỷ, ngài xuống để ngài hóa hiện thành cái người để giúp anh để nấu những cái món ăn và bỏ thêm những cái hương liệu tuyệt hảo để dâng lên Đức Thế Tôn. Và sau khi cúng dường thì xong thì gia đình của anh ta phát sanh lên rất nhiều những cái tài sản, những cái báu vật rất là lớn, và anh ta không có tham đắm và mới nói rằng vua hãy đem những cái của báu này về. Nhưng mà vua thì lại khó làm như vậy, và vua đã ban cho anh ta cái cấp bậc là trưởng giả và có những người giúp việc. Và khi mà anh chàng Maha Đúc Cách Tá này khi chết thì sanh về các cõi trời, và thì đến kiếp mà cuối cùng thì được tái sanh trong cái thành Savatthi, trong cái thành Savatthi, và tái sanh vào tái sanh vào trong cái thành Savatthi. Và cái mẹ của ngài biết ngài đậu thai thì với cái phước của ngài nên cha mẹ của ngài rất là chăm lo thuốc thang và bảo dưỡng cái thai nhi. Và khi mà thai đã lớn á, thì tự nhiên bà mẹ phát sanh cái chứng thèm rất là kỳ lạ. Bà ao ước nè, ôi phải chi ta được cúng dường xớt bát tới 500 bó đại đức Sariputta dẫn đầu, và với cái thực phẩm ngon lành như là cá thu, rồi ta đắp y vàng,
ngồi phía sau tăng chúng, như là chư tăng dư thừa sót cho ta. Và nghĩ rồi thì mới nghĩ, mới ngỏ lời cho cha mẹ biết bà bị ốm nghén, thì lúc đó nó liền dứt. Và từ đó về sau thì trong 7 cái cuộc lễ trong cái gia tộc, và cái thí chủ người mẹ của ngài lại cúng dường sớt bát đến 500 vị tỳ khưu, và có đại đức Sariputta dẫn đầu với cái món vật thực đặc biệt là cá thu. Do đó mà cái phước báu của Maha Đúc Cá Tá lúc trước mà ngài đã làm đó, cúng dường cá thu, thì bây giờ đến kiếp này đổ quả cái món ăn như vậy để đặt tên với bạch đại đức Sariputta. Bạch ngài, xin ngài hãy truyền giới cho cái kẻ tôi tớ của ngài. Thì nghe người mẹ tác bạch như vậy thì ngài mới nói rằng đứa bé trai hay tên là chi. Bạch ngài, tự kể từ khi mà con thọ thai về sau đó, thì trong nhà này giàu là kẻ ngu khờ cũng trở lên bậc trí giả, cho nên con mới đặt con là Anh Ví Tá hay là Trí Giả Tử. Rồi thì đức ngài Sariputta mới truyền giới cho cái hài nhi đó, và kể từ ngày cái đứa bé chào đời thì tự nhiên cái bà mẹ của ngài thì phát tâm nguyện rằng ta nhất định sẽ không có phá hoại cái căn lành của con trai ta. Và đến khi mà ngài Bát Tí Tá lên 7 thì cái cậu con trai mới ngỏ ý với bà mẹ là thưa mẹ, con muốn xuất gia với đại đức là ngài Sariputta. Mới 7 tuổi thôi mà ngài đã có cái tâm không dính mắc rồi. Thì bà mẹ liền tán thành rằng tốt lắm con, mẹ đã phát nguyện là sẽ không phải phá hoại cái căn lành của con. Thì nói rồi thì bà thỉnh đại đức đến cúng dường để bát, và bạch rằng bạch ngài, kẻ tôi tớ của ngài nó muốn xuất gia, thì để chiều nay con sẽ mang nó vào chùa. Và khi mà tiễn chân đại đức về chùa đó, triệu tập quyến thuộc và làm trai tăng. Và sau cái bữa tiệc long trọng đó thì người mẹ mới dắt Văn Đi Tá là con trai đến chùa để giao cho ngài Sariputta chỉ dạy pháp. Và từ đó thì Sariputta được xuất gia. Và ngài cũng nói là đời sống xuất gia thì nó rất là khó khăn và nhiều cực nhọc, thì con có chịu được không? Thì cậu bé đáp bạch ngài, con sẽ tuân hành theo cái huấn từ của ngài. Nghe vậy thì ngài mới chấp nhận, con hãy lại đây. Và rồi thì khi mà chúng ta biết rằng ngài Sariputta thì là chăm học trò của mình, chúng ta để ý cái câu chuyện hôm trước thì đó là một vị rất là già, nhưng mà ngài thân cảnh để mà chỉ bảo những cái pháp học và pháp hành, những cái tư cách oai nghi tế hạnh, thì Sariputta cũng vậy. Ngài là bậc thượng thủ tinh văn, lên là ngài rất là cẩn trọng, ngài xứng đáng trong tất cả mọi cái điều tốt đẹp thì chúng ta biết. Và khi mà cha mẹ của Sariputta đó lưu lại chùa trong 7 ngày thì làm phước trai tăng cúng dường những cái vật phẩm cá thu đến chư tăng. Và cái phước của ngài thì ngài rất thích ăn cái loại cá thu này. Và Đức Phật làm tọa chủ thì cái chiều ngày thứ 7 đó thì cha mẹ mới quay trở về, Văn Thí Tái quay trở về. Thì qua lắm thì lúc mà đi vào làng khất thực thì lúc đó ngài Sariputta mới dẫn theo Sari Văn Thí Tái.
và chờ ngài đi chung Saribandita còn nhỏ, ngài đi để ngài còn hướng dẫn, ngài đi ngài còn canh chừng, giống như là để mà cho Saribandita cứng cáp. Thì Chư Tăng mới hỏi chớ ngài không có đi chung với Chư Tăng, tại sao vậy? Thì ngài nói vì Sa Di mới tu và cái cách đắp y mang bát hoặc là trong bốn hoa nghi thì nó chưa được tề chỉnh nghiêm, và lại cũng có nhiều cái phần phải làm. Và trong lúc Chư Tăng vào làng khất thực thì Đại Đức dạo khắp ở trong chùa để đổ đầy nước uống, nước xài vào những cái lu khạc còn trống, vân vân, để sắp lại những cái giường ghế dài để mà sai đổ trong trong đó. Và ngài mới đi vào làng khất thực. Một lẽ nữa là chúng ta biết là Đại Đức nghĩ rằng đừng để cho cái nhóm ngoại đạo buông lời chỉ trích như vậy khi mà họ vào viếng chùa. Và chúng ta hãy nhìn xem cái chỗ ngồi của các đệ tử Sa Môn Gotama như thế này. Nên là trước khi đi vào làng thì ngài quét sạch chùa chiền, ngài thấy những cái gì mà trong trước cốc điêu của Chư Tăng mà nó dơ hay là nó bị những cái gì thì ngài sẽ và chỉ khi nào nhìn thấy khắp chùa được chu đáo rồi thì ngài mới đi vào làng khất thực. Và cho nên cái ngày đó sau khi xong cái công việc tại chùa thì Đại Đức mới bảo Saribandita là theo ngài đi vào làng. Thì đang đi thì cái thầy tế độ dọc đường thì cái vị Sa Di mới thấy một cái lạc lướt và ngài hỏi những cái câu hỏi mà rất là xuất sắc. Mới 7 tuổi thôi, ngài hỏi là bạch ngài cái này gọi là cái gì? Thì ngài trả lời này Sa Di, cái tên của nó là lạc lướt. Thế người ta dùng nó để làm gì? Người ta dùng nước để mà đổ, để mà dẫn nó đến chỗ này chỗ nọ, để mà những cái ruộng để mà nuôi trồng, để mà có những làm cho cây nó trái vân vân. Thì bạch ngài nước nó có cái tâm thức chăng? Thì ngài mới trả lời là không có đâu này Sa Di. Thì vị Sa Di này khéo như biến các ý này, một cái vật mà nó không có tâm thức mà người ta còn dẫn dắt đến chỗ này chỗ kia, người ta muốn làm cái công việc gì thì tại sao những cái chúng sanh mà có tâm thức lại chẳng thể điều chế cái tâm mình để mà hành sa môn pháp? Thì tiếp theo nữa thì đi thêm một cái đoạn nữa thì vị Sa Di ngài Văn Lý Tá lại hỏi trong cái người thợ làm tên đang hơ những cái cây tên cứng bằng cái lõi cây trên lửa và để uống cho ngay thẳng, thì bèn hỏi là ngài gọi là những cái người này gọi là gì? Gọi là thợ làm tên Sa Di à? Họ đang làm chi đó bạch ngài? Họ đang đỡ một cái khúc cây có nõi cứng để uống cho nó thẳng. Bạch ngài, cây ấy có tâm thức không? Thì không. Như vậy vị Sa Di nói rằng nếu mà cây không có tâm thức, nó vô tâm mà người ta còn có thể hơ lửa cho nó thẳng thì chúng sanh cũng chẳng có thể tự điều chế cái tâm mình hành sa môn pháp. Và tiếp theo, những cái câu hỏi tiếp theo thì cái câu hỏi cuối cùng ngài hỏi ngài hỏi đến câu hỏi cuối cùng thì rằng là bạch ngài, những cái người này kêu là chi, người đó là thợ mộc này Sa Di, họ đang làm chi? Họ lấy cái cây làm thành đùm bánh xe, vành xe của những cái xe có tâm không có tâm đâu này Sa Di. Tiếp theo thì hỏi bạch ngài, cái vật này là vật chi bạch ngài? Thì vị Sa Di đó mới nói rằng vì lúc đó ngài hỏi bốn cái câu hỏi đó rồi, vị Sa Di Văn Đi Tá này mới nghĩ nè, nếu như người ta có thể lấy cái cây rừng là cái vật vô chi
vô tâm làm thành những cái bánh xe, thì tại sao những cái chúng sanh hữu tâm lại chẳng có thể tự điều chế tâm mình để hành sa môn pháp? Thì Sa Di suy nghĩ thấy được những cái lý lẽ trên, và tâm của Ngài đã chín chắn, chín mùi. Để bạch rằng, bạch Ngài, nếu y bác của Ngài thì xin Ngài, hãy Ngài tự cầm lấy, cầm giữ đấy, con cần phải trở về chùa. Thì chúng ta biết, Ngài Đại Đức Sariputta thì Ngài là bậc, thì Ngài không có nghĩ trong tâm rằng ông nhỏ này mới xuất Sa Di, lúc đang đi sát bên ta mà còn nói như thế Và Ngài biết được cái tâm tư của người học trò của mình. Nhưng mà Đại Đức này bảo rằng, hãy đưa đây này Sa Di. Nói rồi thì tự giữ y bát của mình, và vì Sa Di đảnh lễ thầy tế độ rồi quay lại, quay trở lại. Và Ngài, khi Ngài lấy phần cơm Ngài xong, còn của con Ngài nhớ mang về cho con. Ngài hành cơm cá thu cho con. Này con, làm sao ta có được? Bạch Ngài, nếu như mà Ngài không có được do phước của Ngài thì Ngài sẽ có được do phước của con. Quý vị, Ngài chắc chắn đến mức độ như vậy. Đại Đức mới nghĩ thầm, nếu mà Sa Di này ngồi bên ngoài thì e là có sự tai hại nguy hiểm đến cho đệ tử của Ngài, lên là Ngài trao cái chìa khóa và dặn, này con hãy mở cửa cốc ra nhé, vào trong. Nên là Sa Di Pandita mới vâng theo lời thầy và mới đi vào ngồi tịnh ở trong thất của thầy mình. Và lúc đó thì chúng ta biết là Thích thấy cái hạnh của Ngài, cái phước báu của Ngài, lên là Đức Vua Trời Đế Thích đã cho các cái vị thiên tử và ngăn chặn những cái bóng mặt trời và đã giữ khóa. Và chúng ta biết là Đức Phật cũng đã dùng cái thần thông để mà thấy được tâm của Sari Tá, và để ngăn chặn thời để cho Ngài Xá Lợi không có đến mau quá để mà Ngài chứng đắc đạo quả A-la-hán. Và thì vị Sari Pandita này, Ngài đã quán xét về cái sự vô vi, và của Ngài đã điều phục tất cả các dục tham và chấm dứt tất cả các loại hoặc. Ngài đã chứng đạo quả A-la-hán mới 7 tuổi, và ngày thứ 8 Ngài xuất gia vào trong chùa. Cái câu chuyện mà nó rất là dài, nó rất là dài mà không tóm tắt được thì nó uổng quá, mà nó rất là dài. Nên bây giờ đã 41 phút rồi. Thì hôm nay chúng ta biết ở đây thì bây giờ thì con xin vào cái bài pháp này. Thì chúng ta biết là có bốn hạng người trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, và cái thời buổi bây giờ thì chỉ còn hai hạng người thôi. Như vậy thì câu chuyện của Ngài Pandita đó, cái sự đắc đạo của Ngài thì nó không phù hợp trong cái ngày hôm nay nữa, mà ngày hôm nay chúng ta cần phải nghiên cứu và thẩm các thực tại rất là nhiều lần, bởi vì trí tuệ của chúng ta còn rất là kém, không như ngày xưa. Như vậy ở đây con nói về bốn cái người gọi là được khai trí giả, gọi là Uggati Tăng Nhu. Thì Ngài chính là cái người được khai trí giả này. Người thứ hai là người quảng khai trí giả Vipanchi Tăng Nhu, tức là chỉ cần một cái gì đó, Ngài Bát Tí Tá này chỉ cần thấy một cái gì đó là Ngài đã khéo ý rồi, Ngài hướng vào và đã giác ngộ rồi. Còn cái người quảng khai trí giả thì chúng ta biết được là cái người đó nghe xong hết một thời pháp được diễn giải rộng bởi Đức Phật hay các vị A-la-hán, hay là những người cư sĩ đã chứng đắc đạo quả thì vẫn được. Như vậy ở đây trong cái thời của chúng ta thì chỉ có hai hạng người, đó là người ứng dẫn trí giả lây giá. Như vậy thì chúng ta cần có cái vị thầy dẫn dắt rất là lâu, và hơn nữa lại phải bám sát vào trong Tam Tạng Kinh Điển nữa.
thì và phải diễn trí tuệ trong đời sống từng chút một rất là lâu mới chứng đắc đạo quả. Còn cái người mà văn cú tối giả gọi là Parama đó, thì đầu là núp mặt thì cái đó sanh ở ngay cái đó thì cũng không, chứ đừng nói chi là cái kiếp này. Như vậy là cái người cuối cùng là cái người mà chắc chắn là nhị nhân, chắc chắn là nhị nhân. Rồi vì đó có học kinh phải kệ đến mấy đi chăng nữa thì cũng không có đắc được đạo quả, không có phát triển được tứ niệm xứ ngay trong đời sống này. Thì cái người đó mà chuyển bằng cái học pháp này thì nó cũng rất ích lợi cho đâu, nó sẽ sanh, nó sẽ làm nhân duyên để cái tâm thì cũng đắc được đạo quả. Như vậy ngay kể cả đời này mà thì cái sự chứng đắc đạo quả cũng rất lâu, có đôi khi cũng phải nhiều kiếp nữa chứ không phải ít. Thì nó cũng tùy theo các cái ba la mật mà thôi, nhưng mà ba la mật nào thì nó cũng đều phải phải ứng dụng được cái tứ niệm xứ trong cái đời sống. Như vậy thì chúng ta không thể thời buổi bây giờ chúng ta không thể nghe một câu pháp, không thể nghe một bài pháp mà có thể chứng đắc đạo quả được. Vậy chúng ta phải hiểu là như vậy. Như vậy thì chúng ta có thể thắc mắc rằng niệm bao giờ thì chúng ta đạt đến cái mức độ đó, độ giải thoát không? Và chắc ta sẽ đạt được điều đó vào một ngày nào đó nếu mà chúng ta có đủ kiên nhẫn, đủ bền bỉ với cái sự phát triển tuệ giác ngày này qua ngày khác. Và chúng ta biết đã có rất nhiều người trong quá khứ đã đạt được A-la-hán. Và nếu điều này là không thể thì chúng ta biết rằng sẽ chẳng có ai chứng đắc. Và chúng ta biết tuy nhiên cái điều đó thì nó không thể đạt được một cách mau chóng cái thời buổi của chúng ta được. Và chúng ta biết là quả thì bao giờ nó cũng tương ứng với nhân. Nếu mà cái nhân của chúng ta bây giờ nó chưa được thiết lập, nó chưa được đúng đắn, thì chúng ta biết được rằng làm sao mà có quả nó hiện khởi được. Và nếu mà trí tuệ vẫn chưa sinh khởi và chưa phát triển thì cái phiền não nó không có thể được tận diệt được. Như vậy chỉ khi nào trí tuệ nó có thể được phát triển dần dần từng bước một, và khi ấy thì nó mới có thể xuyên thấu được các cái đặc tính của thực tại. Và chỉ có bằng cái cách đó thì phiền não mới được tận diệt thôi, thưa quý vị. Như vậy thì qua cái bài kệ này thì chúng ta học và chúng ta phải hiểu rất rõ rằng là cái câu kệ này nó không dành cho chúng ta ở trong thời buổi này. À, cái câu chuyện này nó không dành cho cái thời buổi này chúng ta. Nhưng mà câu kệ thì nó dành cho thời buổi này. Nhưng mà câu chuyện của Ngài thì nó không dành cho chúng ta ở đây được. Bởi vì Ngài mà tối thượng là cái bậc mà lược khai trí giả rồi. Nhưng mà cái câu kệ mà Đức thuyết thì nó luôn dẫn chúng ta về với thực tại. Cái câu kệ đặc biệt thì chúng ta phải nhớ hai cái điều này. Chúng ta vì chúng ta thấy rõ ràng cái bài pháp này, Ngài Banh Đi Tá là Ngài trí giả. Ngài như vậy thì chúng ta thấy được cái con đường đạo đó đã trải qua, cái con đường diệu pháp đó đã trải qua hơn hai ngàn năm trăm năm. Như vậy thì chúng ta chỉ có một hai hạng, tức là hạng ứng dẫn trí giả và văn tối cuối tối vi giả mà thôi. Như vậy thì chúng ta phải
tinh tấn nỗ lực chuyển từng ngày một bền bỉ để phát triển chánh định giác. Và cái con đường duy nhất, con đường tứ niệm xứ để ra tử luân hồi này, như vậy thì đích là chúng ta nghiên cứu cái tâm của mình, tâm sạch sắc. Cái mục đích chính mà chúng ta phát triển tứ niệm xứ là như vậy, và cũng là hiểu biết những cái đặc tính của tâm, tâm sở và sắc khi mà chúng xuất hiện một cách rất là tự nhiên trong đời sống này. Và chúng ta biết mỗi một thứ nó chỉ, đó là cái mà Đức Phật đã chứng ngộ cho tất cả mọi người. Và có thể rằng chúng ta đã nghiên cứu pháp rất là nhiều, nhưng mà chúng ta lại không hành theo cái mình học được đó. Nhưng mà vậy thì chúng ta có người học nhưng mà lại không đưa được vào pháp hành. Như vậy thì nó không có nhất với lời Đức Phật dạy. Như vậy thì chúng ta biết là cần phải xem xét lại. Ta đã nghiên cứu kỹ các cái thực tại từ những sách vở kinh điển, nhưng mà chúng ta lại không học cái cách chúng khi mà chúng xuất hiện ở nơi các căn môn, như là cái đang thấy, cái đang nghe, đang ngửi, đang nếm, đang xúc, đang chạm, đang tham sân si buồn giận đó. Ngay ở chỗ đó chúng ta không chứng, chỉ là pháp do duyên và vô ngã, theo những đặc tính riêng và những cái duyên riêng của chúng. Như thì cái sự xuất hiện thì chúng ta không có cách nào tận diệt được cái phiền não, tận diệt phiền não. Như vậy thì chúng ta thấy Tam Tạng kinh điển, chúng ta tưởng rằng nó lớn lao đến mức khủng khiếp, như thế Đức Phật chỉ dạy về tám chấp ngũ uẩn mà thôi. Tức là Ngài chỉ dạy về cái ngũ uẩn và cái ngũ uẩn thủ thôi. Như vậy ngũ uẩn này nó đã được chấp thủ là tôi, là ta, mà là thế giới này, thế giới kia và câu chuyện sanh lên mà thôi. Và chúng ta thấy được rằng cái biển trầm luân này, nếu mà chúng ta suy xét kỹ lời Đức Phật dạy thì nó thật là ngớ ngẩn. Và chúng ta thấy được rằng chúng ta tham đắm trong suốt kiếp này kiếp kia, nó chỉ là bảy loại sắc ở bên ngoài. Đó là cái đối tượng thị giác, cái âm thanh, cái màu, cái mùi, cái vị, cái kềm, lóng lạnh, căng trùng. Và cái sắc đó thì nó không thuộc nhân, không thuộc quả, à, nó lại là cảnh duyên để báo hiệu cho cái quả nó xuất hiện. Quý vị thấy các pháp, tuy rằng chúng ta thấy nó đơn giản như vậy khi mà lời Đức Phật dạy, nhưng mà nó cực kỳ là vi tế, và nó luôn luôn che mờ, luôn luôn là chúng ta thấy ai đó, thấy con người nào đó. Thực tế thì nó là sắc pháp vô chi ở tất cả mọi phương diện, nhưng mà nó đã hình thành nên cái thế giới và bị chấp. Chỉ những cái nó in dấu vào nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, và bắt đầu những cái ý, những cái thọ tưởng hành thức này nó diễn hoạt. Còn cái gì nữa? Nó rỗng, không có thực, không có thực. Đã
tông cửa để ở.